Chiều ngày 11 tháng 8 tại Hà Nội, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam đã trao giải cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi vì môi trường tương lai lần thứ tư. Trong 5 tháng sau khi phát động, cuộc thi đã thu hút gần 100.000 tác phẩm tham dự. Con số này tăng gấp 2,5 lần so với cuộc thi lần thứ 3 năm 2021 với 38.000 bức tranh. Các tác giả nhí đều thuộc độ tuổi từ 6 đến 15, đến từ mọi miền trên khắp Việt Nam. 90 em đã được trao giải, bao gồm 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 81 giải khuyến khích. Tranh đoạt giải nhất thuộc về tác giả Nguyễn Xuân Quỳnh Anh, 9 tuổi tại Hà Nội, vẽ về cuộc rong chơi của các em nhỏ với các bạn hươu cao cổ ở trong rừng. Với Quỳnh Anh, sự hòa hợp giữa loài người với muông thú chính là một cách để thể hiện tình yêu môi trường, mong muốn bảo vệ, gìn giữ trái đất. Bởi vì con rất là yêu môi trường xanh, thế nên con đã vẽ bức tranh này. Bức tranh này là con với cả các bạn nhỏ đang chơi với các bạn hươu ở trong rừng. Trong khu rừng đó có rất nhiều cây xanh, không khí với không khí trong lành. Các bạn nên bảo vệ môi trường, không vứt rác lung tung và chăm sóc cây cối hơn. Ở lần thứ tư tổ chức, cuộc thi vẽ tranh cho thiếu nhi vì môi trường tương lai tiếp tục khẳng định những thông điệp quan trọng. Qua góc nhìn của trẻ thơ, những thông điệp này được truyền đi bằng sự hồn nhiên, trong sáng, tạo ra nhiều hy vọng và mong muốn tốt đẹp cho cuộc sống trong tương lai. Mấy chục nghìn bức tranh toàn quốc và nói chung chất lượng các cháu thì càng ngày càng tốt lên. Và sự suy nghĩ tuổi thơ của các cháu về môi trường, về bảo vệ môi trường, bảo vệ khí hậu các cháu đã phát huy được. Và nhiều những bức tranh nó lộ rất rõ tất cả các tư duy của các cháu về môi trường với những cái suy nghĩ hồn nhiên của các cháu thì nó đã tác động đến người lớn. Nó là một thông điệp để báo cho tất cả các người lớn trên toàn thế giới này. Ở những mùa tiếp theo, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam dự kiến sẽ mở rộng quy mô giải thưởng để đón thêm nhiều tác phẩm trên toàn quốc, đặc biệt là từ trẻ em ở vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.